Nữ người mẫu không tên tuổi túng thiếu làm liều 8 lần trộm tiền bạn cùng phòng để đi quẩy. Khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 4, chị NTT, 23 tuổi, ngụ Quảng Trị, đến công an phường An Hải Tây trình báo về việc chị bị mất số tiền 63 triệu đồng tại căn hộ tầng 6 Permanent 475 Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây. Nhận tin báo, công an phường An Hải Tây điều tra hiện trường, nhận thấy không có dấu hiệu lục soát, khu căn hộ không có người lạ ra vào. Phòng chị T có chị Đỗ Thảo Uyên, 23 tuổi, ngụ Sơn Tây, Hà Nội ở cùng, không có bạn bè đến chơi. Chị T cũng khẳng định trước khi ra ngoài, chị T còn kiểm tra đủ số tiền. Qua thu thập thông tin, lực lượng công an đặt nghi vấn và mời Đỗ Thảo Uyên, người duy nhất ở cùng chị T, về làm việc. Tại cơ quan công an, Uyên quanh co chối tội. Sau hơn một ngày làm việc, Uyên mới thừa nhận đã trộm tiền của chị T. Theo đó, Uyên khai, vào đầu năm 2021, Uyên quen chị T qua mạng xã hội Facebook, sau đó cả hai thuê phòng trọ sống chung. Đến đầu năm 2022 thì cả hai chuyển đến căn hộ ở đường Trần Hưng Đạo sinh sống. Trong thời gian này, Uyên bắt đầu trộm tiền của chị T. Mỗi lần Uyên chỉ lấy một vài triệu trong cọc tiền, lần nhiều nhất chỉ 10 triệu đồng. Tổng cộng Uyên đã thực hiện trót lọt 8 lần với số tiền 50 triệu đồng. Tiếp đó, thấy chị T không nghi ngờ, nên đến phi vụ cuối, Uyên trộm cắp 63 triệu đồng. Uyên cho hay số tiền trộm của chị T đã tiêu xài hết, không thu hồi được. Ngoài ra, Uyên cũng khai nhận bản thân làm nghề mẫu ảnh. Tuy nhiên, giai đoạn này túng thiếu nên Uyên đã nảy sinh ý định lấy trộm tiền của chị T để thỏa thích đến vui chơi tại các quán bar, pub, tỏ ra sành điệu chịu chơi với bạn bè. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.